Hello. Chào mừng các bạn đã đến với Reaction Group Ru. Cảm ơn các bạn đã nghe. Hơi sợ nha. Để mình đổi lại. Ổn hơn rồi đó. Không sao. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu Reaction Group Ru. Bắt đầu thôi. Yo. Thì clip đầu tiên của bạn tên là Trương Ngọc Thiên Kim à. Để mình coi thứ cười. Này, kéo lên cúc đầu. À, không có tiếng nên mở tiếng coi. Nhà nói trước nha, dính bản quyền là chết à. Chết rồi, dính bản quyền mọi người ơi, không có được. Không có gắn mấy cái nhạc lên được. Sao người ta dám giật sần, không có ai dám giật sần mấy cái nhạc đó hết trơn. Bị dính bản quyền đó, bị quánh đó, không được. Là coi như tôi bị bê kênh đó. Nên là tôi tắt tiếng nha, ai mà chơi mà gắn cái nhạc vô thì chạy. Mấy bạn muốn mà gắn nhạc tình cảm mấy bạn lên YouTube mấy bạn ghi là nhạc không dính bản quyền. Nói chung là mấy bạn phải tìm cách nào đó không dính bản quyền. Hoặc là các bạn có thể đệm nhạc vô cũng được. Giống như tôi vậy nè, đó nha. Để giờ mình tắt nhạc đi, mình sẽ đệm nhạc vô mọi người nha. Tình yêu ơi, yêu nhau đi, yêu nhau đi, yêu nhau đi. Đó, kiểu vậy đó, hợp lý ha. Quá là hợp lý. Gờ đầu ha. Anh em gờ đầu nha, cũng bình thường mà. Bình thường. Nhìn nhập khảo, ok rồi. Clip này thì tôi sẽ chấm cho bạn này. Ồ, mà có chấm điểm không? Ta có nên chấm điểm không? Chắc là không đâu ha. Nhưng mà dễ thương quá hả? Chắc là cho bạn đánh 9 điểm. 9 điểm nhẹ nhàng, ok. Không có ngốn lăng ô về nha. Ok, tiếp theo. Tiếp theo, để mình xem thử xem. Em luôn đúng, em là số 1. Đâu, nghe nhạc. Luôn đúng sao? Hay đó. 9 điểm. Em luôn đúng là số 1. Còn thêm hình lớp lớp đồ. Wow, giữ gì sao? Giữ gì sao? Good. Wow. À đây. Bạn Ghim Huỳnh Tổng này, bạn hay đăng cái ha? Hay đăng dữ ta. Giữ gì ta? Giữ gì sao? Coi. Và đây là trong mình các bạn à. Chồng mình các bạn. Chồng mình đâu? Ai chồng? Ai? Mình à? Cái chồng vậy? Để coi coi chồng mình là ai. Đây là chồng mình các bạn à. Nói chung là nó không lố đâu. Mời. Không lố đâu. Không có lố, yên tâm không có lố nha. Không có lố. Chồng mình là ai đâu? Đâu ai biết chồng mình là ai đúng không? Chỉ để cái hình thôi, ai thích nghĩ gì nghĩ đúng không? Mời, mời để. Mình nghĩ khác. Ok, đợi, tiếp. Người mới rồi nè. Ngọc ca Ngọc. Trời ơi tôi sợ quá vậy. Sợ dính bản quyền quá nè. Dính bản quyền. Bỏ qua mấy dính bản quyền nha. Ok. Mấy này dính bản quyền bỏ qua. Trời sao tại sao em? Trời ơi sao người tôi thích đồ ha. Người thích nha mọi người. Người thích nha. Người thích nó khác người yêu nha. Người thích nó khác người ôi luôn nha. Mời đẹp. Perfect. Perfect. Không có lố nha. Cái này người thích nha. Không có lố nha. Không có xếp lố à. Cái này người thích mà. Mình thích ai cũng được đúng không? Tôi thích bạn này. Tôi thích bạn kia. Tôi like bạn này đó. Like nè. Yabun hay qua dạo lắm mọi người. Mình lấy Yabun thích hết đúng không? Thế nên là người thích nó khác người yêu. Thế nên là mời đẹp. Mời đẹp. Không có lố nha, tôi không xếp lố đâu nha. Ai nói tôi xếp lố, tôi đi đường quyền. Đi đường quyền. Tiếp. Cái gì đây? Ủa sao bạn này bán ra ngoài đó ta? Bạn Vinh Huyền nè. Hèm gì đây? Trời ơi, sợ quá nè. Nhạc dính bán quyền chết rồi chết. Mấy nhạc dính bán quyền tôi bỏ qua nha mọi người, sorry nha. Quá là tuyệt vời khi Yabun vấp phải bài này của em mà lại reaction thì không có gì phải bạn gái. Duyệt đi bồ hông đăng 10:49 không gì buồn lắm. Ôi với bản quyền mọi người ơi. Không có được nha. Chết rồi. Bài này của bên bên gì ta? Bài này của Rap Việt á. Đúng không? À,
hồn thả tim với nhau. Nãy giờ mình để ý rồi nha. Video này thả tim rồi ha. Chết này. Hay quá à. Thả tim kìa. Thả tim giờ sao ta? Giờ sao ta? Giờ ship làm sao ta? Dễ thương á. Thả tim dễ thương nha. Tôi không có lố đâu nha. Tôi không có ship lố đâu. Dễ thương á. Dễ thương đó. Qua đi. Mà không tao nói mình lố lăng ô gì. Vậy đây. Ôi sao bạn Quyên hình trọng mấy bạn chăm đăng dữ vậy ta? Dữ gì sao? Gì có rô 10 điểm mà sao? Wow. Rô 10 điểm mà sao? Ok. Ok. Coi như là rô 10 điểm đi. Ha. Wow. 10 điểm clip này. Quá là tuyệt vời khi anh Yabun vấp phải. Ủa? Clip mà clip này vì em mà lại creation thì không có gì phải bàn cãi. Tuyệt vời đi bồ, không phải 11 không việc buồn lắm. Trời ơi. Cái này ủa sao giống kiểu vậy? Hai này giống nhau vậy? Rồi cuối cùng bài nào là bài này của ai? Ủa? Sao giống nẻo vậy? À, hai bài này bạn đang giống nhau. Trời ơi là trời. Nó bị giống nhau, tức quá à. Đổi. Gì đây? Trời ơi. Sợ bị giống Quyền. Em ơi anh thương em. Anh ơi em thương em lắm đó. Hãy kể một hành động siêu real của OTB này đi. Thả tim trên sân khấu nha. Quá real. Quá real. Đâu. Rồi ok. Rồi hay quá. Rồi hai đỉnh luôn. Cười rồi cười. Không có nói gì hết á. Để cái hình à. Đó. Rồi cộng với nhau. Đó nhảy chung. Rồi thả tim cho nhau. Rồi bắt tay nhau. Quá real ha. Real quá. Tôi không có xíu lố đâu nha, đó mặt tôi rất bình thường nha, tôi không có ô dè nữa đâu nha. Wow hay quá. Wow hay quá. Rồi. 10 điểm. 10 điểm. Quá. Tôi đâu có lố đâu. Đăng bài để được Yabun reaction thu thủy. Trời ơi. Té, đỡ liền không? Chết rồi. Đó, quất rồi, đập. Nó chết rồi, đớt, rồi, xong rồi, ru ngã. Rồi đỡ ru đi. Trời ơi, đúng rồi, hay quá, trời ơi. Thật là lo lắng ha, lo lắng cho nhau mà anh em lo lắng cho nhau chị bình thường ha mọi người ơi. Lo lắng cho nhau chị bình thường ha. Không có lớn đâu, tôi làm gì xếp lớn đâu. Tôi đâu có xếp lớn đâu. Qua, next, 10 điểm. Một câu chuyện xàm nên mọi người đừng ném đá. Ok, không ném đá không? Rô ơi, giờ anh muốn sống vội, sống vui, sống vã thôi. Ủa, rồi à, sống vội, sống vã để làm gì vậy cha nội? Xong cái Rô trả lời, thì à, sống vội, sống vã chỉ để làm gì? Để ngã vào tim gu. Giữ gì sao? Lố làng ô về. Tôi cho cái này 5 điểm, tại vì nó lối lăng nó ô về. Cộng thêm 5 điểm nha. Rồi, ngồi em xếp lố rồi nha. Rồi đi ạ. Từ đây á. Đấu được xếp lố rồi. Xếp lố mất công. Mất công. Hãy kể một hành động siêu real của OTB này. Cái này rồi. Nghe tin anh Yabun reaction tiếp. Nay đăng nhiều nha. Wow, hay vậy ta. Tôi reaction tới mai luôn á. Gán mà gán ngồi đi, ngồi coi tôi đi rồi tôi rỉa xình cho mày. Nghe tên tôi rỉa xình nó xong đăng cái hình. Trời ơi, clip gì đâu mà nó nhạt nhẽo, clip để có cái hình thôi. Để cái nghe cái hình nào nó vui vui xíu quý. Cho nhiêu giờ? Không biết cho nhiêu điểm luôn á. Mấy bạn nào biết cho nhiêu điểm của mình nha. Wow, Ness Vin Ngô Tống, bạn này bạn đăng. Tiếp là phải để mấy cái âm thanh lên, nhưng mà đừng ghép nhạc. Ghép nhạc vô bị dính bản quyền. Mặc dù câu này là ru thả thính fan cứ coi như ru thả thính ru đi. Đâu thả thính đâu cho coi nghe coi. Chết rồi dính bản quyền không dám nghe nhiều mà. Mẹ anh trồng hoa bố anh trồng lúa còn anh thì trồng em. Ok. Hay quá ta, mẹ anh trồng hoa bốn chim nướng anh trồng em. Mười điểm nha. 10 điểm.
mà anh chồng bố anh chồng còn anh chồng em. Wow, xuất sắc chưa? Câu này hay, em mốt tôi đi thả thính người ta được á, nhưng mà tôi sẽ đổi lại. À, mẹ anh chồng sao anh chứ vợ ta, còn anh vợ em thôi bỏ qua đi, suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ quá đau đầu quá, cái dễ sinh khác sao mà đỡ được, đâu đỡ đâu, ai đỡ. Rô ơi, đôi lúc anh gì ta? Từ từ nghe lại coi. Rô ơi, đôi lúc anh gì vậy? Không nghe nha. Nói chưa, tôi kêu rồi, đừng có ghép nhạc vô, ghép nhạc vô, không có nghe được cái gì hết trơn nè. Trời ơi, đừng có ghép nhạc, mấy bạn đừng ghép nhạc không? Ghép nhạc vô không có nghe được gì. Rô ơi, anh gì anh có thấy em đẹp không hả? Mày lười đi tập mua dữ vậy á. Rồi anh sẽ bắt đầu đi tập lại. Em mà có cơ gì cái người quay bóng. Cơ gì ta? Có cơ hội được thả thính rô, phải không? Phải vậy không? Hả? À, cơ hội quen anh nha. Trời. Ủa rồi hai người quen nhau lâu rồi mà. Ủa? Quen nhau lâu rồi mà cơ hội gì nữa? Ý là quen gì? Quen khác hả? Quen khác là quen nào vậy ta? Quen khác là quen. Quen nhau lâu rồi mà, hai người anh em quen nhau lâu rồi mà. Tự nhiên cái cơ hội quen anh là quen gì? Trời ơi, hỏi vậy sao người ta không có ship? Bởi vậy. Thôi nghe, không có thả thính nhau kiểu vậy nha, mất công người ta ship rồi, mất công nói tại lỗ lặng kiểu mà. Đâu có được đâu. Tại người ta đâu muốn ship lố đâu đúng không? Trời ơi, tại mấy clip này người ta mới ship lố đó. Mốt đừng có đăng mấy clip này nha, mất công người ta thích á. 10 điểm. Qua. Wow. Không có cáp đâu. Ồ, không có cáp thì thôi đừng xem. Qua. Wow. Thôi mấy con bạn nó tầng nghiệp bạn nó này. Trời ơi, giận chính bản quyền nha mấy bạn ơi. Rồi đó, rồi tự nhiên nhìn cái hộp vậy thôi hả? Cái hình nhìn cái hộp cái giật vậy thôi hả? Qua. Wow. Muốn được lên TG thì phải đăng nhiều thôi. Phải đăng nhiều thôi, phải gì không? Lên thì Mai Hương. Ok, nghe thử nè. Mà đừng ghé nhạc nha. Ôi, tôi sợ với Mân Quyền quá tọ. Chết rồi. No, đổ giúp Quyền. Cơm đóng tiền ngang bếp, không phải cơm hộp đóng trên canteen. Nhìn em tìm đằng sau tập dạy. Rồi, ok. Sợ quá, sợ với Mân Quyền quá. Mấy cái clip này được có gắn nhạc vô. Trời ơi, tại vì nhạc nó đã có rồi, có sẵn rồi, yên tâm đi ha. Chết là tôi, mấy bạn mà tôi bỏ qua, mấy bạn cũng hiểu là tại sao là tôi không review được nha, là tại vì mấy bạn ghép nhạc có bản quyền. Trời ơi, nó quánh gãy tôi sao? YouTube quánh gãy tôi sao? Nó có được đổi đó thì chưa, nhạc nữa đó. Chết rồi. Đó, để tìm này quá hay luôn. Nó hỏi sao fan ta không ship, bởi vậy dám thả tim anh em người ta sao thả tim vậy được, đúng không bạn? Đây clip này 10 điểm nha, thấy thả tim nhau là thấy vui đó, quá đẹp. Chiếm hết spotlight của Sammy. Thấy không? Chị xem Sam buồn không? Chiếm hết spotlight Sam mà buồn không? Chị Sam buồn. Kiếp sắp im rồi. Wow, tự nhiên sao tôi gặp cái clip này hoài vậy ta? Tú. Cao cố chấp quá nhớ. Quá nhiều chấp quá. Cái cáp này nó là ai dữ gì mày? Cái cáp này là cái cáp gì vậy ta? Cao cố chấp quá nhở. Cao cố chấp là gì? Cao cố chấp gì? À sao? Thôi đi coi cái hình coi. À rồi rô khoe cái gì ta? Cái bắp tay xăm muối áo hường ha. Rồi cái bên là có bà rô bà đang chụp hình. Đó. À ghép hình hay quá ta. Ghép hình đẹp vậy ta. Ai ghép vậy? Ai ghép vậy có nghe coi. Ai ghép vậy cho 10 điểm nè. Trời đất ơi, hay quá trời hay luôn ta. Rồi nha, ok, thấy rồi nha, 10 điểm nha. Trời đất ơi, lỗi tùm lum, không à. Chơi buồn qua đi, không hả? Trời ơi, không tôi vậy, không làm gì. Ồ, tôi sợ với Mân Quyền quá nè. Trời ơi, cười cười rồi ha. Chưa nha, clip này nhẹ nhàng quá, clip này nhẹ nhàng nha. Nhàng chúng ta ship á, thì chúng ta phải một cái mức độ ship nó phải từ
từ đâu ta, để sao nó không lố lan, nói chung là vậy đó. Mà không biết sao lố lan ta, nãy giờ tôi cũng coi mấy cái nó không có lố, nên là nghĩ thì mấy cái đó là nó không lố đâu, yên tâm. Đó, đúc gì nè, đâu có lố đâu, không đúc ăn rồi đâu có lố đâu, không còn à ơi ngồi coi hết mấy phút luôn, cuối cuộc phút cuối có một cái hay đúc ăn. Trời ơi, cái clip này dài bao nhiêu phút hay gần một phút mà có cái khúc cuối là dính á. Rồi tiếp, bên coi tiếp rồi. Tớ rất thích được ôm. Tại sao em rất thích được ôm? Hay vậy ta, trời ơi, tổng hợp mấy cái thâm nè, mấy cái thâm ôm ôm có hay vậy trời. Cắt mấy cái thâm của Jabun, Jabun cũng làm mấy cái thâm ôm ôm á. Jabun cho bồng luôn á, ghê không, đỡ không, mà xưa nó lố vậy đó, lố vậy mới được làm thiền phó chứ. Nhưng mà giờ cũng đâu được lố nữa đâu, bị nói nên là không được lố nữa, cũng ức lắm á. Nhưng mà không sao đâu các bạn, Jabun mà, Jabun không có sao đâu ha, các bạn cũng không sao đâu ha. Ok, tưởng trời, mấy cái thơm này dễ thương quá, mấy cái thơm này bồng ôm ôm đẹp mắt, 10 điểm. Lớp du thuyền trưởng mù xem lớp du thuyền trưởng mù không, lớp du gia buôn khỏi xem, tự nhiên cái lớp du thuyền trưởng không, lớp du thuyền không có cái du mình buồn không xem ha. Ok không, nó kỳ vậy, tự nhiên cái lớp du thuyền trưởng mù xem eo rồi cái tát trên này vô bắt tôi rẻ sành, đâu có được đúng không, đâu có được, đâu có được đâu, thôi quá nha. Nhưng mà thôi, gắng coi. Lùn ve lại. Đồ này nghe nha, em thả tính ai vậy? Em thả tính ai vậy? Sao vậy? Không. Thôi. Có vậy sao tâm chứ? Em thả tính ai rồi? No. Đúng rồi, thấy nha, thấy thả tính ai nha, thấy thả tính ai nha, cũng được nha. Ôi vậy sao tâm xếp? Ôi vậy sao tâm xếp? Trời ơi. Thôi nghe, đừng có làm, đừng động nước. Nó thích đó, đừng nha. Tốt, 10 điểm. Tiếp à, làm mình làm mẩy he he. Thôi cái này coi rồi, mấy nào coi rồi mình qua nha mọi người. Cả năm mới đăng được một video lên group. Ok, cả năm mới đăng. Tôi ngồi lên đây vì YouTube follow quá trời đất. Tôi có để link gì đó, ok, không giới thiệu lên được. Music vì anh đâu biết. Biết không? Dính nhà bản quyền tôi biết mà. Không có được, chết rồi. Mấy nhà dính bản quyền bỏ qua nha. Đâu coi cái này có nghe. Rồi ca bồi làm gì thịt bò. Như nhớ ca bồi bắn súng thôi mà. Làm gì làm có làm thịt bò đâu ta. Ca bồi làm thịt bò ta. Chắc là muốn kiếm câu nào thả thính ai kia nên mới làm ra một cái lời văn nó không có liên quan phải không ta. Làm thịt bò là sao ta, cao bồi có làm thịt bò mọi người, để mình nhắn mình tìm lên mạng mấy bạn. Tôi nghe nói cao bồi là toàn là bắn súng đun với nhau, không bao giờ làm thịt bò. Chắc là cái này là muốn thả thính ai kia. Nhưng mà ai kia là tôi không nói ai nha, mất công đó tôi lố lăng ship ô về. Ok, tốt. Ru đọc tên em đi không? Chị đó yêu Mon đi không? Chị đó yêu Mi đi không? Ru nó yêu Quỳnh đi, ơi yêu Quỳnh nhá. Ru nó yêu Quỳnh á? Quỳnh ai? Quỳnh ai à? Trời, tôi đâu biết Quỳnh ai đâu. Shiro bảo là đâu có được xếp cặp Ruby. Không phải Shiro mà ai ta. Mấy bạn nói là không có được xếp cặp Ru lố lăng ô gì. Nhưng mà đâu có cấm là không được xếp cặp Ru Quỳnh đâu đúng không các bạn? Wow, trời ơi, tôi mới vừa lách luật nha mọi người. Tôi mới vừa tìm ra một cái lách luật nha. Rowan à, bài này bạn lách luật hay nè. Bạn ghi tống hình là bạn lách luật nè à, đâu có được xếp cặp lớn lăng về đâu đúng không. Nhưng bạn Rowan à, Rowan à, hay có cặp mới Rowan nha mọi người. Mà Rowan là ai ta? Không biết, tôi đâu có biết Rowan là ai đâu à. Ok, team 10 điểm.
lỗi tùm lum, lỗi tùm lum. À cái này có rồi. Anh trồng hoa, bố thì trồng. Cái này có rồi. Cái này có rồi. Hay quá, hay quá. Áo cặp giống màu tóc, thả tim đúng là OTB Gil có khác. Hay quá. Hay quá, còn rồi. Bạn thấy thế nào OTB này? Bạn thấy thế nào hả? Ý là hỏi mình phải không? Bạn là mình, đúng không? Bạn thấy thế nào ta? Thấy thế nào ta? Thấy thế nào nhỉ? Thấy cái hình này nè. À, quá đẹp đi. Ai chụp vậy ta? My là người tách từ clip của My ra, đúng không? My là người tách clip của My ra, xong My đăng cái hình này lên. 310 mấy tim. Gán cho nó 7 triệu tim đi. Lộn, làm sao lên 7 triệu đúng không? Gán cho nó 1000 like đi. Quá đẹp luôn ha. Tôi bị lạc đề rồi, bạn thấy thế nào vậy tôi bên này hả? Dễ thương, cô te. 10 điểm. Ok, 10 điểm. Cái gì đây, cái gì đây? Pin hiện tại chính là phần trăm độ real của OTB này. Đó rồi. Thì là nếu mà cái OTB này mà nó chìm, nó bị vỡ đi, lại là bạn này bạn mới hết pin. Rồi lấy dây sạc đâu ra cho bạn nó sạc bây giờ? Không lẽ bạn đó sẽ chết đai? Đâu có được. Chắc bạn đó nó xạo đó. Nhưng mà nhìn cái hình này hơi bị riêu nha. Gì đó mà chỉ tay được. Đó, hướng dẫn người ta đâu ha. Nói không, thấy tường tận không đó. Đặt tay, nhấn nút giùm đồ. Ôi dồi ôi, dễ thương vậy trời. Trời, quýnh đó, không. Lúc ăn đồ. Trời ơi. Anh em lúc ăn cũng bình thường nha mọi người. Mời đi em. Lúc ăn bình thường mà. Tiếp. Ôi, những hành động thật là đáng yêu và dễ thương các bạn ơi. 10 điểm các bạn ơi. Những hành động rất là đáng yêu và dễ thương nha. 10 điểm. Rồi, qua. Cũng cute. Đâu cute đâu, cho coi coi. Đeo mắt kiến rồi gờ đầu nhau ha. 10 điểm. Này coi rồi. Trời ơi trời. Này coi rồi nha. Chờ tới ngày đó. Đâu? Đâu? Chúc ai vậy? Dữ vậy sao? Dữ vậy sao? Chắc chắn tôi sẽ làm được nó trong... Trong gì? Tương lai. Vậy cái người nói đó là ai? Đó là Rô giả. Rô giả, đúng không? Vậy thì chúng ta không được ship lô cặp Ruro. Nhưng mà chúng ta đâu có chúng ta được quyền ship lô cặp Ruro giả. Hãy cho chúng ta một hãy cho Yabun một chàng pháo tay về một khám phá mới nào các bạn. Hay quá. Mốt để ship cặp Ruro giả đi các bạn. Hay quá. Mốt mình đi ship cặp Ruro giả. Hợp lý. Cơn bé lách luật hay ha. Trương Ngọc Minh Thư hay là lách luật hay ha. Không được xin lỗi nha em. Chúng ta sẽ ship lô cặp Ruro giả nha em. Trời ơi, còn kèm theo hình nữa chứ. Ai ngồi Ro này Ro giả, phải để hai cái tóc highlight vô. mới thiệt. Ok. Cưới nha. Hơi mờ, thông cảm nha. Đâu cưới đâu. Mờ quá mờ. Đó. Đó, nhìn nhau nữa đó, thấy không? Trời ơi, sao mà có thể trao nhau những ánh mắt dễ thương vậy chứ. Thôi, qua đi nè. Áo cặp nè. Đâu, áo cặp đâu? Không, áo cặp vậy? Áo này sao áo cặp được? Áo cặp là người ta trùng màu với nhau. Còn cái áo này với cái áo này nó khác nhau, thấy không? Cái đường viền của nó, thấy không? Đó, nó không có phải áo cặp đâu nha. Trời đất ơi, như vậy là ta nói ship lố đó, không có được. Chúng ta phải ship nhẹ nhàng thôi. Khi nào mà mình phải photoshop cái này thành màu hồng đó, giống Go, thì chúng ta mới nói áo cặp được. Còn cái này nó màu trắng đó, còn cái này nó màu hồng, làm sao mà giống nhau được? Đâu là áo cặp được. Chúng ta phải photoshop nó thành màu hồng thì chúng ta mới được ship. nhà mất công thay nói mình ship lố nữa. Mà mình đâu có ship lố đâu, mình chỉ kêu là đổi áo thôi mà. Đâu có ship lố đâu. Nghe ông Go nói gì khai mau. Nghe em Ro nói gì khai mau gì ta? Từ từ, nghe thử coi.
Nói gì? Không có nghe. Không ghép cái nhạc vô, tôi không có nghe cái gì hết. Cho ai nghe được comment ở dưới. Không có nghe được gì. Cái nhạc lớn quá, trời ơi. Mấy bạn ơi, mấy bạn cắt mấy cái clip này nha. Mấy bạn đừng có ghép nhạc vô không? Ghép nhạc vô dính bản quyền. Dính bản quyền đó, sao người ta dám ghép sẵn? Bởi vậy tôi ít khi nào rẻ sợ lắm, tôi rẻ sợ, tôi sợ bị giết bản quyền, tôi bị bài kênh sao? Đúng không? Rồi. Bé Quỳnh muốn được ôm bé Quyền là bé nào vậy ta? Bé Quyền là bé nào vậy ta? Đâu? Tớ rất thích được ôm. Nếu sau này có duyên bên nhau thì cậu hãy ôm tớ mỗi ngày nhé. Nếu sau này có duyên bên nhau. Wow, như vậy sao? Một cái cáp thật buồn. Ơi, cho này 10 điểm nha. Có cái hình dễ thương á. Cái hình này nó hơi mờ xíu thôi, nhưng mà cũng mất công mấy bạn chụp. Mới học được cách làm video xàm. Đâu, trời ơi, tôi có video xàm cái coi. Xin lỗi nha. Em ăn nguyện. Chấm hỏi đó. Sim cúp rô đi, xong cái rô á, ủa đi đâu vậy? Đó, cái xong what the hell, cái rô kiểu what the hell. À, chết, rồi cái quăng cái rô dép vô, mặt sim, á, dám quăng mặt sim trưởng, láo. Rồi xong cái rô lại ngăn cản, cái rô cũng quăng cái dép vô mặt sim tiếp. Cái cai xuất hiện, cai quăng hai đôi dép vô mặt rô. Hay quá, hay ta, trời ơi. Một cái chuyện này là cái chuyện cái ông rô này cũng kỳ, đúng không? Cũng kỳ. Tại sao kỳ? Tại sao video này thấy kỳ? Tại vì ông rô này cũng kiên. Ủa, mình đâu có được xếp lố đâu không? Tại ông rô này cũng kỳ, đúng không? Chuyện hội chị em người ta dắt tay nhau đi chơi là chuyện bình thường, đúng không? Cái tự nhiên cái lấy dép quăng cho mặt xiêm nó có được. Bởi vậy ru vô ru ngăn cản liền, không? Đó, ru nói là ủa gì kỳ anh, tự nhiên người ta đang đi chơi, tự nhiên cái quăng dép vô mặt của chị xiêm mà sao vậy? Cái xong rồi rô mới nói là tại vì anh không thích em đi chung với sim à. À, xong cái gì kỳ vậy, tự nhiên cái ông thích đi chơi sim, cái sim tức nó sim nói ông dám không cho tôi đi chung với rô với ruby hả. Cái xong rồi cái ông rô mới nói là ông rô mới nói là em đi sim quăng đôi dép vô mặt sim nó sim tức quá cài xuất hiện ô sim khóc cài xuất hiện á. À, cái thằng này láo dám quăng vô mặt sim hả, rồi quăng hai đôi dép vô mặt sim. Đẹp, vô quăng vô dép vô hai mặt hai người luôn các bạn, không chứ phải một người đó. Biết tại sao không? Tại nguồn cơn là tại vì ruby nên phải quăng đôi dép vô hai mặt hai người luôn ha. Một câu chuyện quá là ý nghĩa. Câu chuyện này giúp chúng ta rút ra một bài học, đó chính là không được đi với người mà mình thích. Không được không được chọc máu ghen của cô. Máu ghen đúng không ta? Cái bài học nó vậy đó chứ tôi đâu biết đâu. Tại tôi người ta nói clip nó trình đình vậy đó, chứ tôi không xếp lố nha. Tôi làm theo clip thôi, chứ tôi không có xếp lố nha. Clip này nó nói lên cái vấn đề như vậy thôi, thì tôi mới nói y như vậy đó. Chứ tôi không có xếp lố đâu, yên tâm. Không xếp lố. 10 điểm. Coi thử coi. Tuổi trẻ hay quá ta. OTB ảnh giật đồ ta. Ảnh một hình ảnh giật đồ ha. Tôi chỉ hết mày gì đam mê rồi giật cái ảnh đâu ha. 10 điểm nha. Hình đó hình của tôi cho 10 điểm. Tiếp. Trời đất ơi, nắm tay nhau kìa. Rồi mắc cái gì cầm cái mic giùm người cứ cầm tay người ta. Ai thấy những gì tôi đang để ý không? Nghĩ nè, nắm tay nè. Đúng không? Chỉ là mình cầm cái mic thì mình chỉ đơ vậy thôi, gì mới cầm diễn chi. Để cho miệng hả? Đâu cần phải làm như vậy đâu. Để cái mic như vậy nè. Đây, ví dụ đây là cái mic đi. Bạn thấy cái mic ở đây. Thì nó cứ y như vậy, mình cứ nói thì đi qua đi lại thôi. Cầm làm cái gì, cầm gì làm cái gì à. Chỉ có một vấn đề duy nhất thôi. Đó là cái vấn đề đó. Mà cái vấn đề đó thì các bạn cũng đã biết rồi. Đó, là như vậy đó, hỏi sao ta không ship. Thôi, chúng ta đâu được ship lố đâu. Xem lại mấy video cũ mà ta nói nó vui. Nó vui chứ sao. Đâu video cũ đâu. Coi coi. Ru ơi em nghe nè. Nhìn ru em bé. Không hiểu nha. Tại sao ta? Cái tin nhắn này là sao vậy mọi người?
Ru đó, Ru nhắn tin với Ru, kêu Ru ơi, xong cái ơi em nghe nọ, đó nghe nọ. Alo Ru béo. Xong cái có chuyện gì xảy ra đây? À cái icon, trời ơi. Ý là cái icon nó nắm tay nhau. Trời đất ơi, vậy tôi cũng ship được nữa trời ơi. Thôi, vậy chúng ta không có ship được đúng không? Tự nhiên cái icon nắm tay nhau vậy ship làm gì mà. Nó không thể nói mình ship lớn nữa 10 điểm. Cặp đôi dễ thương nhất. Trời ơi, cặp nào vậy ta? Trời, hai cặp quá dễ thương đi mà. Edit hơi dở mọi người thông cảm. Trời ơi, tôi còn giữ video này nha, mốt là tôi chuẩn bị đăng á. Hay quá ta. Tổng nhau được ta. Wow. Đâu, cặp dễ thương quá ta. À, nhất là cái cặp mà áo màu xanh nè. Đó, cặp áo màu xanh với lại màu nâu. Dễ thương quá à. Ok. Giữa OTB và 1 tỷ bạn chọn cái nào? Trời ơi, tôi chọn 1 tỷ khỏi nói nhiều. Trời ơi, tôi chọn 1 tỷ biết chi không? Tôi chọn 1 tỷ để tôi mở đám cưới cho cặp đôi Ruru giả chứ không phải Ruru thiệt nha các bạn. Thôi giỡn đó, mất công. Mất công mấy bạn nữa tôi ship lớn. Rồi, tiếp bài. Đăng lại nốt video này không đăng nữa. Đâu? Nốt video nào đâu? Trời ơi, sao quăng con gà cho người ta? Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Trời ơi, trời ơi, bài cu mới nũng nỉu kìa trời. Sợ quá hả? Trời đất ơi. Hay quá ta. Hay quá ta, đưa đồ ăn cho nhau kìa. Hay quá ta, đúng là anh em. Người ta sống chung vô nhà, sống chung một nhà xong rồi người ta nấu cơm ăn. Hay quá. Hay quá. 10 điểm. Đồ xịp lố. Xịp lố là bị nấu đi đó. Cho 10 điểm thôi, hiểu không? Còn ai thích nghĩ gì nghĩ. Tiếp. Nhìn nhủ gì sự cố chấp này. Trời ơi, nậu nẻ hóa gờ đầu u ghê. Gờ ghét cái đầu nhỏ nó dẹp lép luôn. Tóc người ta đang đẹp gờ gờ hoài ha. Không tịnh gờ sáng chiều đó. Ủa, hình Photoshop ha. Trời ơi, tưởng gì hình Photoshop. Nhưng mà tôi để mỗi lần mà chụp hình là rô cứ gờ đầu ru. Gờ riết mà đầu nhỏ dẹp lép. Trời ơi, trời ơi. Muốn đi tìm tân ca. Muốn đi tìm tân. À, muốn đi tìm tân. À, tân là ai vậy? Không biết nha. Tân nha, tân nãy giờ tân với Quỳnh nha. Tân với Quỳnh á, tôi không có biết là cặp đôi Ruru là ai hết, tôi chỉ biết là tân với Quỳnh thôi. Tôi là tôi ship cặp tân với Quỳnh chứ tôi không có ship cặp Ruru à. Ai thích nghĩ gì nghĩ. Ai thích nghĩ gì nghĩ. Tôi không ship lố đâu nha. Ai nói tôi xếp lố kỳ lắm. Rồi tiếp. Chưa bao giờ anh chán em. Đây đâu phải là em đoán em. Chưa bao giờ. Có ai biết Jabun chơi rẻ sảnh con nào không? Rẻ phần ở Jabun TV. Jabun TV. Để tôi nghe đi tai luôn á. Rồi, à, cái này là bạn đó bạn đăng để bạn hỏi là Jabun rẻ sành kênh nào thôi. Kênh Jabun TV nha. Còn ai mà không biết thì các bạn có thể cắt cái clip này ra rồi sau đó bạn đăng lên trên group của Google á, xong rồi bạn thông báo giùm Jabun chú Jabun rồi Jabun giờ lắp Lego, Jabun không có rảnh rồi buồn ghê. Nhớ nghe. Chú nhớ thông báo giùm nghe. Thông báo Jabun rẻ sành trên cái kênh Jabun TV nha. Tôi ghi xanh hay lắm á. Áo cặp à. À, cái này đi rồi. Ok, đi rồi nha. Sorry, mấy fan nhiều dạo này mi bận nên không làm Ruru gacha được. Nên giờ làm video flow này buồn nha. Em phải làm cái gì đó. Ôi, cái gì? À, là.
Ô la lu la lu la lu la. Biết sao tôi lao? Tại vì tôi để nó tránh bị đến đơn nguyện mà. Không, mày mà đột nhập là tao sẽ báo công an liền. Sao nhập gia cư bất hợp pháp? Nhưng mà nếu mà em là người như này, chắc chắn là em sẽ đột nhập được. Hacker. Hacker. Trời ơi, hacker, tại sao lại là hacker? Hack đi đâu? Hack vào trái tim rồi. Ủa lộn, đâu có được xếp lót đâu. Quỳnh sẽ hack vào trái tim của Tân. À, cái này được đúng không? Đâu có cấm Loro nhưng mà đâu có cấm Quỳnh với Tân đâu nha. Ê, tôi nói vậy thôi nha, chứ mấy bà đừng có xếp cặp Quỳnh với Tân nha. Rồi mất công nó, người ta nói mình lách luật nữa, kỳ lắm á. Tiếp. Chấm về độ riêu thì cậu OT, cậu độ riêu thì cậu cho OTB này bao nhiêu điểm? Độ riêu hả? Nếu mà chấm thì tôi sẽ chấm nó cũng không có riêu lắm mà nó cứ mập mờ. Gian gian riêu riêu mập mờ, ở chưa xong đã vội đổ vỡ. Chá rồi, chá rồi, chá rồi. Để tôi sẽ chấm bao nhiêu điểm mấy bạn? Bao nhiêu điểm nào? Chấm nó cứ mập mờ vậy thì không thấy nào mà chấm bình thường. Thôi rồi, tôi chấm 5 điểm. Chấm 5 điểm. Cộng thêm 5 điểm. Rồi coi thôi. Tiếp. Quá đáng yêu rồi. Mới coi gì? Ủa rồi má về ánh ruby, ánh mẹ trên mây ánh vậy? Là sao? Là cái ông này là không có được nghe. Chúng ta là không có được giận cá chém thớt, không? Không được như vậy. Các bạn cũng nên học hỏi nha. Chúng ta không được giận cá và chém thớt, mà chúng ta hãy giận cá và chém cá thôi, chứ đừng kém chém thớt nha. Giận cá chém cá thì đừng có chém thớt nha. Trời ơi, tội nghiệp chị Sim. Thôi, bảo vệ chị Sim, bảo vệ chị Sim. Tôi là fan chị Sim, bảo vệ thiên trưởng đi mọi người. Bảo vệ thiên trưởng đi. Không? Ông này là không được. Ông này được. Buồn ông này quá. Quá. Là mình làm mẩy he he. Ok, là mình làm mẩy đâu. Là mình làm mẩy đâu. Nó này coi rồi. Đáng yêu thứ. Thích ăn thịt bò không? Thích ăn thịt bò không? Ăn thịt bò. À, cái này coi rồi. Nghe tin anh Jabul reaction tiếp nên nay đăng nhiều nha. Đau. Đau. À, coi rồi, sao mấy này mình coi rồi, trời, nó cho coi lại á. Dùng mẫu đại một cái cho Jabul để xanh. Trời ơi, dùng mẫu đại, trời ơi trời. Rảnh đành đạch là ai nói tôi, cái rảnh đành đạch là rảnh gì? Người ta phải dãy đành đạch, chứ đâu có phải là rảnh đành đạch đâu. Trời ơi, cái này là đang vội vàng, đang vội vã. Tức thiệt. Chúng ta phải dãy đành đạch. Bắt lỗi chính tả đi. Cảnh sát chính tả cho buồn. Tiếp coi. Đang để cho buồn để xin. Hãy ta 10 điểm nha. Trời, hay quá trời. Cưới đồ. Ôm nhau khóc đồ. Cái hình này dạo này hay để mấy hình yêu ha. Hỏi chị sao mấy nhỏ không xếp. Thôi được rồi, anh em với nhau thì ôm nhau khóc một chuyện bình thường thôi. Thì nếu mà ok. Không sao. Trời ơi, xong qua hình Wendy luôn. Đám cưới luôn. Hay dữ. Cưới ra 5 điểm nha. Lố lắm, xếp vậy ta nói lố đó. 5 điểm nha. Cộng 5 điểm nha. Wow. Tiếp. Video dài, hơi dài đâu vậy, vậy nào, hơi dài đâu. Ngày mai có nắng, dưới ấm con tim buồn đau tố. Vào chung một nhóm đó là có tem, nhưng vì muốn tốt cho tem, người nhóm đâu. Nhóm đó là Rod. Đâu, từ từ để ta đọc kỹ rồi. Tình anh em mà tôi ngưỡng mộ nhất, mặc dù chỉ là hai người xa lạ.
clip cảm động mà. Nhưng ông trời thì lại cho họ. Ông trời cho họ vậy? Sao? Là lạ. Ok sao lạ? Nhưng ông trời thì lại cho họ kết nối với nhau vào chung một nhóm, đó là Godstem. Nhưng vì muốn tốt cho Tem, người nhóm trưởng đã rời. Rồi vậy? Đã rời Tem và vợ Tem khác. Mà tốt dữ chưa? Thế là họ không quay video với nhau nữa. Buồn chứ? Không dừng lại, họ đã cùng nhau tạo, cùng nhau quay video với nhau. Tới bây giờ, họ đã cùng nhau suốt 4 năm trời. Và họ là ưu viên nhân Zero. Cảm động quá. Cảm động quá các bạn. Rất là cảm động. Vừa cảm mới vừa động luôn. Cho 10 điểm được không ta? Cho 10 điểm nha. Hay quá, một câu chuyện rất là hay. Và bạn này bạn trích ra từ những cái mà tính là đương nhiên là bạn này sẽ là một cái fan cứng của cái cặp đôi Zigo này. Nên là mình sẽ cho bạn này 10 điểm. Mà mình không khoan nhượng gì hết. Cho hẳn 10 điểm luôn nha. Hay quá. Nãy giờ tôi mới thấy được một clip mà nó ok. Đấy. Ok. Muốn được lên TV phải phải đăng hồi OTB Guild quá mà. Thế nhờ. Wow, cái thẻ team này nhiều người sử dụng quá ha. Thẻ team với nhau như vậy nhiều người sử dụng nè. Hỏi sao mấy đứa nhỏ không có xíu. Nghe tin anh Jabun rẻ sình tiếp nên nay đăng nhiều nha. Ok. Rồi đó, đăng mấy cái hình rồi giật đúng không? Không biết mà. Thôi đăng cái gì mà nó vui nó ý nghĩa. Tôi coi. Nhóm edit hơ gà, anh em thông cảm nhé. Bà của cà rốt là sao? À, hướng dẫn bào cà rốt ha. Đó, thấy chưa, là em bào cái gì nè. Đó, á, à, vậy đó anh. Trời đất ơi. Tao qua cái khác rồi. Nói chung là đây là một cặp anh em hướng dẫn với nhau cách bào cà rốt. À, thì bình thường. À, 10 điểm. Bình thường, 10 điểm. Tiếp thôi, dễ thương mà. Thấy dễ thương đâu, dễ thương đâu, là có nghĩa là đỡ đầu nhau. Coi rồi nè, coi rồi, coi nữa đâu, coi rồi nha. Mấy nào coi rồi tôi coi rồi tôi cho qua nghe. Cái gì, áo cặp giống màu tóc quá tím, cái này cũng coi rồi nè. Đó, thả tim coi rồi. Sao tôi lại thấy cái áo này giống nhau ta? Trời ơi, do bà tưởng tượng thôi. Cái áo, hai áo khác nhau mà, từ khi bà photoshop thành màu hồng thì mới giống nhau thôi, đúng không? Trời ơi, chứ nhìn thấy nó có giống nhau đâu, nó khác nhau. Tôi không có công nhận điều này nha. Phải photoshop đi, ai thánh photoshop nó hành màu hồng đi ha. Quay vòng vòng cùng Wina và Ruby. Quay vòng vòng cùng Wina và Ruby đâu, quay vòng vòng không? Hay nhất ta. Trời đất ơi, tự nhiên cái để cái hình xong con nhỏ đứng giữa quay vòng ta. Cái clip này cái ý nghĩa của nó là gì ta? Cái ý nghĩa của nó là một anh chàng đang nhìn cô gái quay vòng. Ý nghĩa quá hay luôn. Và cái ý nghĩa của nó mang lại chúng ta hãy đi đến đứng trước kết của mình và hãy quay vòng như vậy thì đảm bảo kết của mình sẽ thích. Phải vậy không? Ý nghĩa nó là phải vậy không? Hay vậy ta, một cái clip rất là hay luôn á. Tiếp. Lần đầu đăng bài trong AD duyệt. Lần đầu đăng bài hả? Giờ ta, lần đầu đăng bài với ta. Lần đầu đăng bài. Không lẽ đôi thế này mà mình là bạn sao? Lại mặc đồ đôi nắm tay. Không lẽ đôi thế này. Đây là gì? Tôi không nghe rõ là. Từ từ. Đây à, đây là người yêu tin đồn của mình nha các bạn. Yêu tin đồn. Tin đồn dữ vậy ta? Dữ vậy sao? Ok. Vậy mình đồn nhau đi. Ruby chính là người yêu Zero. À, Ruby cũng là người yêu Zero. Đồn đi mọi người. Đồn chung với Jabun cho vui. Mà tin đồn thì nó là tin đồn thôi đúng không? Là nó đâu có thiệt, đúng không? Thì mình cũng đâu có được gọi là ship lốt đúng không mọi người? Nó chỉ là tin đồn thôi chứ nó đâu có thiệt đâu. Nhưng mà khóc thẳng. Tin đồn thôi. Ok. Ba đi 10 điểm. Chả biết nói gì. Không biết nói gì hả?
thì mình không biết nói gì, thì mình nói là mình đang để hai cái hình của Shigo và Gobi cưới bên nhau cái gì nè, các bạn thấy mình ship có hay không, các bạn thấy mình OTB có vui không đó, như vậy đó, hiểu không? Nói mình không nghĩ được một cái cáp hay thì mình có thể nói được cái gì đó mình đang làm cái clip này đó không. Ví dụ em kể cái cuộc đời của em khi mà em làm ra cái clip này đó. Tôi đang ngồi ăn bánh tráng trộn, tự nhiên thấy buồn buồn, xong rồi cái tôi coi cặp đôi Shigo hay quá, tôi quyết định ship OTB hai cặp này, cắt hình ra ghép vô. Wow, hay quá ta. Đó, mấy bạn nào mà không nghĩ được cái cáp thì bạn nghĩ nghĩ về cái hành trình mà làm cái cáp đó, đúng không? Hay không? Quá hay luôn, cho tôi 10 điểm đi các bạn. Đây. Cơ hội bên anh. Cá còn nhắn tin hỏi anh ơi, kêu chị cũng ăn nhiều vô, chị ấm quá. À, này coi rồi. Này coi rồi. Coi rồi. Tiếp. Bao ơ. Cái này gà cha không? Công chúa Ruby và hoàng tử Shigo. Fail my love, mua tiền nợ sau. Ủa? À, rồi hay quá ta, để cái hình đám cưới nè. Ủa lộn. Thôi bị lẹo mấy má ơi. Ông chú cô bây giờ hoàng tử Shigo nha. Chứ không phải đám cưới nữa mày. Trời ơi, bị lẹo. Nợ tôi không xếp lớn rồi nghe. Bị lẹo thôi. Đây. Tôi cũng cô ti. Cô ti là cô gì, cô ta. Hay có lời nè, có lời. Ta đâu có vậy mà. Bây giờ mấy đoạn lỗi mọi người thông cảm. Ừ, lỗi thì thôi chứ khỏi coi chứ coi đâu. Đó. Chị chỉ vô cái hình xong cái ru nhìn vô cái tham. Anh chỉ bảo vệ em tiếng cường. Ai bảo vệ ai? Đúng là thiền phó lên ảnh nào. Nào ảnh đó chắc. Chắc à? Đó chắc luôn. Tại vì chỉ có tôi có hình đó thôi chứ không có ai có hết trơn. Đúng không quý vị? Tôi còn nhiều hình lắm đó nha. Tôi còn nhiều hình lắm nhưng mà tôi không muốn khoe thôi. Tại vì sao? Tại vì sao? Tôi sợ người ta nói tôi lớn. Không có được. Trời, tôi còn nhiều hình lớn hơn vậy nữa. Lớn lên, lớn lên. Nhưng mà tôi sợ người ta nói tôi lớn. Không đăng. Tức tôi không đăng được. Buồn rồi. Thôi, qua đi, qua khác đi. Hay ha. Nói chung là cái này nó cũng bình thường. Nó cái hình này nó cũng bình thường thôi. Nó cũng hô lố lan gì đâu. Mọi người có thể lấy hình này. Nhớ lấy nha. Hình này là không có ô về. Ai thích thì lấy. Nhà bùi là theo chủ nghĩa ô về lố lăng. Tôi thích là tôi ship lố. Nhưng mà bây giờ là tôi không có được ship lố nữa. Tôi phải ship nó bình thường. Mà tôi ship bình thường như thế nào tôi cũng không biết luôn. Chết rồi giờ sao giờ ta. Giờ kêu tôi ship bình thường là ship bình thường là bình thường như giáo. Tôi biết ship bình thường. Nên tôi rút kinh nghiệm rồi tôi sẽ làm gì ta để làm sao nó bình thường nhất có thể. Bình thường nhất có thể nha. Chứ tôi không thể nào mà ship bình thường được. Ship bình thường sao nữa. Ship bình thường nó không có vui. Nó buồn lắm. Nó buồn và nó té nhạt lắm. Là tôi sẽ quyết định là tôi sẽ ship nó trong một cái mức mà nó bình thường mà trên mức bình thường một xíu vậy, nó dưới mức không lố một xíu. Đó là cách giao buôn ship. Và các bạn nào thích thì có thể ở lại. Và không thích thì thôi. Tại vì sao? Tại vì tôi có thể nào cấm cản với bạn đâu. Đúng không? Nên là thôi. Tôi mấy bạn nào mà thích cái ship của tôi á thì xem. Còn không thích rồi không có sao trơn á mấy bạn. Sao? Đấy. Tôi cũng OTP. Tôi cũng là OTP thực chất. Nhưng mà tại vì không có được xích lối tôi cũng buồn quá. Giờ sao giờ? Tôi sẽ đi lấy gỗ và tôi sẽ giá thuyền lại. Giờ tôi đi chèo tiếp đây. Tạm biệt các bạn. Rồi nó giỡn thôi. Chúng ta tiếp tục xem nào. Xin lỗi về sự ảo OTP này. Đâu ảo đâu. Đâu có ảo gì đâu. Có nghĩa là cái hình này á là Ru đang làm bác sĩ, còn Ro cũng làm bác sĩ, hai bác sĩ với nhau. Và nói chung là tiếp tục là một tấm hình nền video game Ru âm Ro. Đó là chuyện bình thường đúng không các bạn? Như cơm bữa rồi. À, không có ảo đâu. Nó hiện diện trước mắt của chúng ta mà. 10 điểm. Không lố nha, tôi không lố đâu, yên tâm không lố. Bình tĩnh nào, không đâu. Không lố, không được lố. Không được lố, do bộ nào không được xích lố. Do bộ nào xích lố rồi, nào cũng bị nó rồi. Không được xích lố là bình tĩnh nào. Không lố nữa. Mê tề dưới quê là ai vậy ta? Mê tề dưới quê là ai vậy ta? Không biết à. Trông cứ như búp bê. Thôi đi
thì bạn mê tê với quê, là tê với quê tôi không biết nha. Ờ, ý là mê là chi? Mê đúng không? Ê, mốt là tôi xích lố hả? Tôi sẽ để một cái chữ T ở trên đầu một cái hình nào đó, xong tôi quê ở trên đầu một cái hình nào đó, xong để trái tim ấy. Hợp lý. Tại đâu biết tê với quê là ai đâu đúng không? Là mình có quyền được xíu. Xong rồi các bạn nào nói, mày dám ship lố tê với quê nè, Tân với Quỳnh nè. Xong rồi tao đâu ship Tân với Quỳnh nè, tao đang ship người khác mà. Mình lắc liền, mình nói khác liền, nhưng mà trong lòng mình là biết tê với quê là ai. Hay chưa, hay chưa? Thôi, nó giỡn thôi. Ai mà riêu vậy, sao bọn em dịp cho tôi đi nha, yêu cậu. Cái nào mình coi là mình bỏ qua nha mọi người. Không biết edit nhưng vẫn thích đú đỡn. À, hay quá ta, edit hay á. Gì vậy? À, cái này mình coi rồi. Cái này là đỡ cái đầu đúng không? Coi rồi, nãy coi rồi. Hôm nay không có ghép ảnh đâu nha. Không ghép ảnh gì vậy, ghép clip nè, này ghép clip nè. Ok. À, kêu quá mấy ni ui, mấy ni ui, kêu chưa, kêu lì chưa, kêu lì tá châu, tá chanh, chấm mù tạt rồi đó. Tình cẩm quá, ca ca. Đâu, đâu, tình cảm nào. Sợ, nắm tay nhau kìa, cảm quá à. Không, anh em nắm tay nhau bình thường mọi người. À, anh em nắm tay nhau là bình thường, không có chuyện gì hết trơn. Chúng ta là chúng ta bình thường. Không, bình thường, 10 điểm nha. 10 điểm. Ok, hôm nay tôi cũng truyện hơi bị lâu, ở 59 phút rồi, gần 1 tiếng luôn rồi các bạn. Tôi là mấy bạn đang nhiều quá, tôi cũng phải ráng reaction cho mọi người xem á. Không sao đâu đó, nhớ nha, nhớ là ủng hộ nha, ủng hộ tôi nhiều vô. Dù tôi không có ship cặp Ruro nhiều, nhưng mà tôi không ship nhiều, nhưng mà nhớ là coi clip tôi nhiều vô. Nhất là clip Lego, Gia Bui vừa ra clip Lego, nhớ xem Gia Bui liền. Nhớ xem liền, trên cái nào, Top Hero. Xem liền, mấy bạn nào mà không thích xem Gia Bui lắp Lego cũng được, mấy bạn để đó, mấy xem mấy bạn đi. Để đó đi, coi tôi có view, coi tôi vui. Có vui tôi mới có tinh thần, mốt đi tôi reaction tiếp. Hợp lý, quá hợp lý. Đúng không? Ok. Nhớ nghe. Nhìn Tân nhân cư tê cho em Quỳnh nha. Cư tê cho em Quỳnh đâu. Trời ơi, nghe đầu rồi đó, hay quá ta. Ok. Tình cảm quá ca ca. Trời ơi, tình cảm quá. Ừ, nắm tay nhau vậy rồi nhìn nhau với bằng một cái ánh mắt dễ thương vậy. Không có được xin lỗi Jebun, bình tĩnh nào, không có được xin lỗi với Jebun đó, tự chứng an bản thân mình đi. Jebun không được xin lỗi, Jebun phải ship rất là bình thường. Mấy bạn ơi, nãy giờ Jebun ship rất bình thường, mấy bạn nhớ nha, Jebun ship rất bình thường. Bây giờ các bạn hãy bin Jebun nha, các bạn hãy bin Jebun là Jebun ship rất bình thường. Đó. Tại vì sao lố là do cái clip nó lố thôi, chứ mình bình thường, hiểu không? Lố là do cái clip nó lố thôi, đúng không? Giòn chủ nhân của cái người làm clip đó. À, ok. Cái này coi đây nè, hình này cho tóc. Biết vậy không, ủa mà cái cáp này gì ta, dễ hương lại họ, dễ họ, dễ hương dọ. Biết vậy không, viền lại nét. À, bạn này bán vé auto bơi nè, hay quá giờ trời. Đỉnh người ta, 10 điểm. 10 điểm các bạn ơi, 10 điểm nha. Ru thích. Ru chính là đồ đểu. Vì lần nào Ru đập Ru, Ru cũng đều đổ. Hay quá. Hay quá, trời ơi, cậu ta tính hay quá quý vị ơi. Mời mốt là tôi sẽ đi thả thính người ta được nha. Mora chính là đồ đểu. Vì mỗi lần Mora gặp Jabu, Mora đều đổ. Hay quá ta, mốt là sẽ đi thả thính người ta. Hay quá. Lý Sam ơi em yêu chạy. Ủa sao rất rural mà tại sao Sam ơi em yêu chạy là sao vậy? Em biết ngờ đúng không? Em biết ngờ đúng không? Sao vậy? Con bé nó cười mỉm không? Các bạn ha, mấy cười mỉm. Cười mỉm mỉm không, cười mỉm mỉm chi vậy? Nhưng mà thích mà khác yêu nha mọi người. Thích là có nghĩa là mình thích người này người kia thôi, không có yêu nó khác yêu, không có giống nha. Thế là mình đâu có lớn đúng không các bạn, mình không có lớn. Tiếp, mọi người thấy gì trong hai hình này?
À, đâu hình nào với hình nào đâu? Thì cái hình này là Tân với Quỳnh. À, Tân với Quỳnh nè. À, hiểu rồi. Là có nghĩa là những cái người này sau này sẽ làm người yêu với nhau đó các bạn. Hay quá vậy ta. Chỉ gì sao? Chỉ gì sao? Đó, Tân với Quỳnh chứ không phải là rủi ro nha mọi người. Đó là nên mình có quyền được xếp hai người này, Tân với Quỳnh đúng không? Phải không? À, cái này cũng được rồi. Rù quá là chết. Tại sao cô hỏng? Tại sao cô lại dám quánh rô? Đúng không? Tại sao? Tại sao chỉ cần tỏ tình với Sam thôi? Tại sao lại không nói Phong cận sẽ quánh anh mà lại nói ru? Đúng không? Nó lạ là nó lạ ở chỗ đó. Sao? Why? Mình phải đặt cho mình một cái câu hỏi đi. Tại sao? Why? Các bạn nào biết tại sao thì comment bên dưới cho mình biết nhé. Ok. Chứ mình không biết. Đó là tôi bị dính bán quyền nãy giờ, sợ quá nè. Ok. Trời ơi, ai mà nhảy hay dữ vậy trời. Mấy bạn nào thấy người nhảy hay không? Nè, tôi cho mọi người coi nè. Đó nè, các bạn này nè, các bạn áo xanh xanh này nè. Đó, bạn nó nhảy hay ha. Đó, bạn nó nhảy hay quá trời hay luôn. Trời ơi, tôi để ý cặp bạn này thôi chứ tôi không để ý cặp Rudo đâu nha. Đó. Không phải bạn đó tôi ship lối rồi. À, nó dở hơn quá khá hay. Tớ đã mất 3 tiếng để nghĩ cái cáp này. Đâu, tôi coi 3 tiếng đâu. Mà em ăn cơm chưa? Em ăn cơm chưa? Dạ em ăn rồi. Tự nhiên có cái này, trời tắt cái này đi coi. Lại nè, lại. Em dễ thương quá trời. Chó rồi, nó bị chơi, mới bị chơi mọi người ơi. Chó rồi. Thôi đang coi mà. Em dễ thương quá trời, em ăn cơm chưa? Thương quá ta. Mà em ăn cơm chưa? Ờ. Em có ăn cơm với rau không? Em ăn rau luộc với rau xào. Có chấm với tôi không chấm chưa? Em ăn rau luộc với rau. Anh thích em quá trời. Rồi, tự nhiên nó lạ lùng chở là tự nhiên đang bàn cái vụ ăn rau tự nhiên cái chuyện của em thích anh là sao vậy trời, chả hiểu. Nói chung là cái bạn này bạn làm cái clip nó cũng hay đó. Nó cũng 5 điểm cộng 5 đó. Thôi qua cái khác thôi. Ủa nãy giờ tính ra là nãy giờ mình rỉa sành cũng gần hết cả tiếng đồng hồ các bạn ơi. Chết rồi. Thôi chắc dừng lại tại đây quá mày. Coi cái clip nào nó độc đáo không. Tôi phải xem được một cái clip nào nó độc đáo chứ đúng không. Nó bị trôi rồi nãy nó bị nó bị trôi, nãy giờ tôi rỉa sành nhiều quá, nó bị trôi hết trơn rồi. Ok thôi. Đã đến lúc mà chúng ta tạm biệt nhau tại đây. Chúc các bạn có một ngày gì đó là vui vẻ nha. Và cũng đừng quên là nhớ ủng hộ kênh Yabun Channel. Hero Yabun Channel Cowboy Hero nha. Nếu mà tôi mà được 2000 đi 200 cái subscribe tôi sẽ reaction tiếp. Reaction tiếp. Nhưng mà subscribe bên trên kênh Toy Boy Hero nha mấy bạn. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Tôi đi đây. Bye bye. Hẹn một ngày gần nhất. Bye bye. Trời ngắm ngầm đi mấy má ơi. Dừng. Rồi rừng ở đâu vậy trời. Quên dừng lâu giờ lâu rồi. Quên. Không nhớ reaction đâu. Quên bấm dừng đâu. À đây.